MC Diệp Chi ủng hộ 500 bộ quần áo, 2.500 khẩu trang chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của ca sĩ Tùng Dương. MC Diệp Chi đã thể hiện hành động đẹp, chung tay cùng các nghệ sĩ chống đại dịch COVID-19. Trước tình hình chống dịch COVID-19, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã lên tiếng và có hành động đóng góp tiền cũng như vật tư y tế cùng cộng đồng chung tay chống dịch. Mới đây, thông qua ca sĩ Tùng Dương với quỹ chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. MC Diệp Chi cũng đã đóng góp 500 bộ quần áo chống dịch và 2.500 khẩu trang y tế. Chương trình chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 do anh và ca sĩ Phạm Thùy Dung khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh. Đến hết ngày 15 tháng 3, Tùng Dương cho biết anh đã kêu gọi quyên góp được gần 2 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và giá trị hiện vật là quần áo bảo hộ, nước rửa tay, và khẩu trang, thật hạnh phúc vì nhận được sẻ chia của những người bạn. Teterong lúc này, thì số tiền, và vật dụng quyên góp trị giá nhỏ tới lớn của, từng cá nhân đều có ý nghĩa rất lớn, Tùng Dương chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết số tiền, mà anh nhận, được qua tài khoản, sẽ, được, dùng, để mua quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, và các vật dụng, để phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày 16, và 17 phần 3, Tùng Dương và ekip đã gửi tặng những vật tư y tế tới những chiến sĩ bộ đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp chống dịch cho cục quân y và bộ tư lệnh biên phòng miền Bắc. Trong tuần này, anh dự định tiếp tục đến những địa điểm tiếp theo sẽ là bộ tư lệnh thủ đô và 10 bệnh viện tại Hà Nội, nơi các bác sĩ, y tá ở nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ca sĩ Tóc Tiên đại diện cho nhóm của Tùng Dương tại miền Nam cũng đã đến cơ quan thường trực bộ tư lệnh bộ đội biên phòng khu vực phía nam tại thành phố hồ chí minh tại đây tóc tiên trao 2.000 trang phục bảo hộ 500 chai nước sát khuẩn 1.000 khẩu trang gạch chéo chấm bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại